Xin chào tất cả các bạn nhá. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một giống cây mít mà đang được nhiều người ưa chuộng. Nó chính là giống mít Thái ruộng đỏ. Các bạn thấy đây, cây mít này nhà mình thì đã được trồng 4 năm rồi. Và nó đã cho nhà mình ăn quả được 2 năm. Thì khi nhà mình bổ quả mít ra thì cây trong quả mít ruột rất đỏ và sơ cũng đỏ nhá các bạn nhá. Đây các bạn thấy rồi, quả mít đây. Đây là quả mít. Thì năm đầu tiên của cây mít thì các bạn không nên cho ăn phân hóa học nhiều. Các bạn nên cho ăn phân đỗ tương đã được ủ men nhá các bạn nhá, thì sẽ làm tốt cho cây hơn. Và cành thì các bạn nên tỉa cành đi cho thoáng cây, thì khi ánh nắng lên thì nó sẽ chiếu vào thân cây và quả, lúc đó quả mít sẽ hấp thụ được rất nhiều chất của ánh nắng, làm cho quả mít ngọt và thơm. Đấy các bạn có thể thấy, nếu các bạn muốn mít sai thì các bạn lên băm ở gốc để làm mít có thể sai quả nhiều hơn, và có thể áp dụng phương pháp như mình đã chia sẻ ở video vừa qua là các bạn nên quanh như mình đã nói, và những cái ôi quả mà mình không nên để thì mình có thể vứt đi. Cây mít tập trung nuôi quả mình cần để. Ơi các bạn có thể thấy quả mít rất sai, sai từ gốc đến gần ngọn nhé các bạn nhé. Đấy các bạn có thể thấy cây mít này nhà mình thì nó rơi vào khoảng 15 đến 17 quả. Vì nhà mình chưa áp dụng khoanh ở cây mít Thái ruộng đỏ này nên nó rơi vào khoảng 15 17 quả là cũng tương đối rồi các bạn ạ. Nói về phân thì nhà mình thường để một bao phân hoa mục ở dưới gốc. Khi đó cây mít có thể ăn từ lúc nó bắt đầu lớn cho lúc ra quả nhá các bạn nhá. Đấy, các bạn có thể thấy phân đã được ủ qua men vi sinh và để một thời gian rồi các bạn nhá. Và nếu những nhà bạn nào trồng cây mít này ở trên cao ráo không có nước xung quanh thì các bạn cần phải tưới nhiều, khi đấy cây mít sẽ hấp thu được nước. Còn ở nhà mình đây thì nhà mình trồng ở rìa bờ ao nên công việc tưới nước thì mình không cần làm, vì cây mít dễ nó đã ăn được ở dưới nước rồi. Và cây mít này nhà mình thì không phun nước sâu bảo vệ thực vật, vì ở giờ bờ ao nên là mình không phun nước sâu nhiều các bạn nhá. Đấy các bạn thấy cây mít mà hôm nay mình chỉ chia sẻ cho các bạn giống cây mít Thái ruộng đỏ này nó như thế nào và trồng như thế nào.
Và các bạn nếu thấy video của mình hay, hãy để cho mình một like và nhớ đăng ký kênh, ấn chuông bên cạnh để ủng hộ mình có động lực làm tiếp nhé các bạn nhé. Hẹn gặp các bạn ở video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.